Như vậy chúng ta đã đến đoạn kết của cái tập huấn thầy cô biểu trên video mà tôi thực hiện. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem một cái lệnh cuối cùng trong dãy các cái bài thực hành mà tôi muốn trình bày. Đó là cái lệnh là xuất dữ liệu của thầy cô biểu ra HTML. Đây là cái lệnh cho phép chúng ta xuất toàn bộ dữ liệu thầy cô biểu ra dạng HTML, và cái cụ này cho phép chúng ta thiết lập một cái website và từ xa là giáo viên học sinh có thể truy nhập vào và xem thầy cô biểu online. Có rất nhiều thông tin, có đầy đủ thông tin của toàn thầy cô biểu của toàn trường theo lớp, toàn trường theo giáo viên, hoặc thầy cô biểu của từng lớp từng giáo viên chúng ta có thể xem online. Đây tính năng rất là mạnh, rất là đơn giản của phần mềm. Sau khi phần mềm khi chúng ta mở file dữ liệu ra mà thầy cô biểu đã xếp xong, chúng ta quyết định sử dụng cái phương án này, chúng ta thực hiện lệnh đó. Lệnh đó là như sau: chúng ta vào từ đơn hệ thống và cái lệnh là ghi dưới dạng HTML, chúng ta bấm chuột và chọn chức năng đó. Thì đây chúng ta sẽ chọn cái thư mục lưu trữ. Đầu tiên phần mềm sẽ lưu toàn bộ cái dữ liệu HTML này ra một cái thư mục như là một cái thư mục gốc của một cái website. Trên đó có một cái file là file index HTML. Chúng ta có thể copy toàn bộ thư mục này lên trên cái server nào đó và cái mặc định là cái file chính là cái thư mục gốc đó, là cái file index đó là cái homepage của cái trang đó. Chúng ta có thể là chọn phông này, là chọn kiểu thể hiện, ta bấm lên được để chọn kiểu thể hiện các cái ô thì có biểu mà chúng ta mong muốn. Sau đó chúng ta sẽ, đây chúng ta có nút nữa để khi mà phần mềm đẩy ra xong thì tự động bật một trình duyệt bất kỳ lên để chúng ta bấm kết thúc, phần mềm sẽ bắt đầu thực hiện cái này. Chúng ta thử nhé, cái phần mềm nó ghi ra và lập tức là mở một trình duyệt ra và trình diện thì đây là cái thực đơn của nó. Ở đây chúng ta có thể phóng to lên và cho quan sát được. Chúng ta có thể xem là đây là thông tin chung của thầy cô biểu. Đây thầy cô biểu của trường phổ thông Đoàn Nguyễn Trãi học kỳ 1 năm học như này, thầy cô biểu có tác dụng từ ngày này. Đây là thầy cô biểu toàn bộ khối buổi sáng, đây là khối buổi chiều, đây là giáo viên, thầy cô biểu của giáo viên theo lớp buổi sáng, theo lớp buổi chiều, giáo viên buổi sáng, giáo viên buổi chiều đây, và theo từng lớp một, từng giáo viên một đây. Đó là cái bảng chúng ta có thể xem, chúng ta xem thử nhé. Đây là toàn bộ, đây là thầy cô biểu của toàn bộ các lớp theo buổi sáng. Chú ý rằng chúng ta có thể vào xem riêng của một giáo viên, bấm vào đây thì ta sẽ xem có cái đường link mà mặc định phần mềm sẽ vào xem thầy biểu riêng của từng giáo viên. Đó. Chúng ta sẽ quay lại, chúng ta vào ở phía dưới luôn có cái nút là trang chủ ở đây, thách lớp đây, thách giáo viên đây, chúng ta có thể vào trang chủ nhé. Đó, thì chúng ta vào cái danh sách nhà lớp đây. Đó, chúng ta có thể xem từng lớp một, lớp buổi chiều vào đây, xem từng lớp một. Chúng ta bấm vào đây, xem hết giáo viên đây, chúng ta có thể xem họ, ta có thể xem cái thông tin của giáo viên, xem cái Hương A này nhé. Đây giáo viên, đây theo biểu của giáo viên Hương A đây, sáng nghỉ, đây là buổi chiều. Như vậy đây là cái chức năng để đẩy toàn bộ dữ liệu ra HTML. Bạn thấy đây là trang home của nó, đây là cái trang home có cái tên là index HTML. Thì chúng ta nhớ như vậy, và chúng ta có thể copy toàn bộ cái thư mục này lên trên cái thư mục này, thư mục tôi ghi ở đây này, thư mục export HTML là cái thư mục mà lưu trữ toàn bộ cái nội dung dữ liệu thầy cô biểu đã được chuyển ra dạng HTML. Chúng ta có thể đẩy cái này lên trên một trang web chính của nhà trường của chúng ta, hoặc chúng ta có thể đẩy lên một trang cá nhân nào đó để cho mình có thể truy cập vào và xem và sử dụng. Như vậy tới đây tôi đã kết thúc toàn bộ tất cả các cái thao tác liên quan đến sử dụng phần mềm thầy cô biểu ở dạng đơn giản nhất trong cái
các bài học này thì tôi không nhắc đến những khái niệm mạnh hơn, sâu hơn như là khái niệm phòng học không có, khái niệm phòng bộ môn là không có, hay là lớp học 2B là chưa có. Đây là chỉ là cái phần mô tả cách sử dụng phần mềm TKB cho những lớp học cơ bản nhất. Hiện nay số lớp học chính khóa cơ bản nhất này là chiếm hơn 99% của toàn bộ các lớp học trên toàn quốc, như vậy là phù hợp với thực tế ở Việt Nam. Còn những cái trường học nào mà có cái mô hình phức tạp hơn, sâu hơn, ví dụ như là lớp 2B chẳng hạn, hay là phòng mầm môn, phòng đa năng, thì chúng ta sẽ có cái dịp khác để quay lại. Chúc các thầy cô có cái lĩnh hội được chính xác và sử dụng được tốt phần mềm TKB trong công việc của mình.